Dù. Xin chào các bạn, mình là Sudo đây. Ngày hôm nay mình sẽ chơi game Animal Warfare. Trong game này mình sẽ điều khiển chỉ huy một đội quân thú vật. Mình có thể mở khóa rất nhiều loại động vật, xếp chúng vào các vị trí phù hợp trong đội hình tùy theo sức mạnh từng loài và đi chiến đấu với các đội quân thú vật khác. Nếu mình có hai con cùng loài cùng cấp độ, mình sẽ kết hợp chúng lại để tạo ra một con loài đó khỏe hơn, mạnh hơn, thậm chí có thể mở khóa kỹ năng độc nhất cho loài đó. Trận chiến giữa các đội quân thú vật sẽ như thế nào, hãy xem đến cuối video để biết nhá. Với cả kênh YouTube của mình đang bị lỗi, chỉ có 20% các bạn đang xem video này là đã đăng ký kênh. Vì vậy các bạn hãy giúp mình sửa lỗi kênh YouTube bằng việc đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Animal Warfare, vâng, chiến tranh giữa các loài thú vật à? Ok, mình dịch nôm na như vậy. Và có một điều đặc biệt là tất cả các loài thú trong này, từ hươu cao cổ đến sư tử rồi tê giác, thậm chí có cả con này, con vịt hay con ngỗng này, tất cả đều không có mắt các bạn ạ. Chúng nó không có mắt, chúng nó không có thể định hướng được cuộc sống, không thể nhìn được rằng tương lai của chúng nó ở đâu, nên mình phải là người điều khiển tụi nó. Rồi, ok, level 1. Bên mình đang là có hai con gì đây? Hai con này, hai con tê giác à? Và húc cho đội quân thú vật của đối phương tan vỡ thành những miếng gạch các bạn ạ. Rồi sao nữa? Và mình mở khóa được hươu. Hươu chỉ cấp độ là normal, là bình thường thôi. Mình có thể tìm được cái loài động vật này bằng việc mua những cái thẻ bài. Là sao? Có rất nhiều những loại động vật khác để tìm kiếm. Hãy thu thập tất cả cho đội quân thú vật của bạn. Ok. Và mình mua phải lấy 100 đồng à? Đúng không nào? 100 đồng. Yes, mình đã mở khóa, mình đã mua được một chú yêu một sao. Rồi hai con này có kết hợp được không? À, con này con lợn các bạn ạ. Wow, là con lợn rừng. Có dung hợp với nhau được không? Không được nha. Chúng ta không thể kết hợp hai con động vật cùng loại cùng sao được với nhau. À, nhưng mà chúng ta phải bắt buộc phải dùng tiền để mà mua thêm động vật. Dùng tiền mua động vật rồi xong rồi cho chúng nó đánh nhau. Sao nghe nó cứ không có đưa hợp với luật pháp các bạn nhở. Mình mở khóa được khỉ. Ok, monkey đấy, nhưng mà đây không phải là Luffy. Đấy, chỉ là monkey thôi chứ không có đây Luffy. À, đây. Bây giờ mới là cái khúc mà dung hợp hai con động vật cùng cấp độ giống nhau để mà tăng sao đây này các bạn ạ. Chúng ta đã chơi quá nhiều những cái trò chơi như này để biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi. Con lợn nào, con lợn này kết hợp với con lợn này ra được một con lợn 2 sao, và còn như nó có nâng cấp được một chút thức gì sao các bạn ạ. Ở đây có gì đây? Đây là cái đây là đội quân của mình rồi. Tiếp tục nào. Con lợn rừng này mở khóa được chiêu thức là húc các bạn ạ, từ phía xa húc về phía trước. Ok, xong level 3. Mở khóa được chế độ mới, chế độ đấu trường Arena. Đây là một chế độ online, mình sẽ đấu với cả người chơi khác. Wow, hóa ra đây là một game online các bạn nha, chứ không phải là một trò chơi offline. Lắc ok, vòng quay may mắn này. 1.500 đồng tiền. Muốn quay tiếp là phải xem quảng cáo. Thôi dẹp đi. Cũng có nạp VIP để mà trở thành vua sư tử, trở thành ông vua rừng xanh. Thôi. Các bạn nhìn lại. Nạp một tuần mất 160.000, nạp cả năm mất 2.300.000. Thôi, được rồi. Mình là cái loại chơi miễn phí, thường không có nạp cần nạp tiền nhá. Hòm gì đây? À, hòm này là hòm mà mình... cái này là hòm mà kiểu hòm AFK ấy. Tức là mình không còn chơi game, mình tắt game đi. Sau một thời gian mình mở game lại, là cái hòm này nó sẽ có đồ cho mình các bạn ạ. Đây này, cứ mất một tiếng là nó sẽ cho mình một lượng tài nguyên nhất định. Rồi, bắt đầu mua thẻ này, úi dồi ôi. Tiền này, 25.000, 185.000, úi trời ơi, toàn tiền không à. Đây, úi dồi ôi. Không nha các bạn ơi không nhá. Mấy cái này là toàn là ớ và ớ vẩn này. Xem quảng cáo hoặc là phải đao game khác về này. Úi dồi ôi, toàn tiền không. Thôi, tránh chỗ này ra nha. Và đây là số lượng những cái con động vật ở trong cái trò chơi này. Có đến 44 con. Có voi, có trâu, có cả tinh tinh, sư tử, báo đen. Wow, rồng Komodo. Uầy, rất nhiều loài động vật luôn các bạn ạ. Và có thể là mỗi con đánh bại level 300 mới mở khóa được voi. Trời ơi. Ok, để thử xem nào. Chiến nào, level 4. À, mình đã có nhiều tiền rồi. Mở con khỉ, ok. Thêm một con nữa. Ok, chúng ta có hai con hươu 1 sao dung hợp vào với nhau. Hươu 2 sao có kỹ năng né tránh. Thêm một con nữa đi. Ơi, cái lợn thường à. Ok, thế nào, để xem con hươu này kỹ năng né tránh của nó ra sao nhé các bạn. Sao? Né tránh như nào? Không, mình không thấy nó né tránh cái gì luôn các bạn ạ. Không mình nó né gì luôn ấy. Chiến tiếp luôn nào. Đâu hươu né đâu. Mang tiếng mở khóa được né mà mình chả thấy nó né gì cả.
À, bàn số 6 này mình có mở được một hòm kho báu này. Để thử xem nào. Đối thủ là có 4 con khỉ. Ê, đội hình của mình đã mở khóa được thêm một ô nữa rồi. Chiến tiếp, húc nó, đúng rồi. Mình có lợn rừng level 2 khá là khỏe đây này. Có lẽ là đội hình của mình bây giờ vẫn quá khỏe so với đối phương. Một hòm kho báu và 300 đồng tiền. Để xem nào, hòm kho báu là gì đây. Nào, hy vọng sẽ là một con động vật cực kỳ mạnh. Nó sẽ là hòm kho báu mà cho là ra lợn rừng 1 sao mới cay tôi chứ lị. Thế chứ lị. Ui, cho thêm lợn rừng 1 sao thôi cũng được. Bởi vì mình đã có sẵn một con 1 sao rồi. Mình sẽ kết hợp con này và con 1 sao có sẵn tạo thành con 2 sao. Và con 2 sao này kết hợp với con 2 sao của mình tạo thành lợn rừng 3 sao. Lợn rừng của mình bây giờ đó là lợn rừng được một lớp giáp bạc à? Lợn bạc à? Wow. Mà mỗi tội là nó đi hơi ngáo ngáo một tí. Nhưng mà có vẻ khá là khỏe đấy. Một húc của nó là bằng một mạng rồi. Được, hay. Chiến tiếp đây nào. Một con nữa. Mở được khỉ, ok. Khỉ level 2. Chú thức của nó sẽ là Dung Cloud. Vâng các bạn ạ, nó sẽ tạo ra những cái đám mây mù chất độc đến từ cái chất thải của nó. Mình nói thế thôi chứ các bạn không biết là gì đâu nhá. Rồi, để xem nào. Nó là nó tạo ở nhà đây. Úi dồi ôi. Tạo chưa? À, khỉ là đánh xa bạn ạ. Khỉ là đánh xa. Thế mà mình lại cho nó đứng trên đầu. Ok, sẽ là đội hình nha. Khỉ ở dưới. Con hươu này ở đây. Con lợn rừng ở đây. Rồi. Đó. Chú khỉ của mình chỉ cần đứng ở hàng sau mà ném các cái chất bẩn, chất độc để tiêu diệt đội quân của đối phương là xong rồi. Next. Được thêm một con khỉ nữa, ok. Free là tốt rồi. Bàn 10 này chúng ta sẽ mở khóa là tiền à, tặng tiền à. Một con nữa. Một con hươu 1 sao, ok. Ok, khỉ này xuống dưới đi. À, và sân đấu của mình giờ đã là 4x4 rồi. Đối thủ có phải có một con, đây là con gorilla đúng không? Rất to. Nó sẽ làm gì đây? Ui, nó ném thùng các bạn ạ. Nhưng mà không sao, đội quân của mình quá mạnh. Riêng một mòn mình con gorilla này không thể chống đỡ được đội quân của mình. Có qua map mới à? Ồ, có vẻ như là đến bàn số 15 chúng ta sẽ đấu với một con trùm. Bàn số 19 là sẽ làm mở khóa được con trâu. Được, chiến đi nào. Đi đây. Bấm vào trận chiến để ném hoa quả, ném đồ ăn vào trong cho động vật để hồi máu. À, mình bây giờ mở khóa được sự hồi máu rồi. À, ok, được. Ném vào là nó sẽ tạo ra một cái vùng hồi máu cho đội quân thú vật của mình. Nhưng mà có lẽ rằng là mình không cần làm chuyện đấy bởi vì đội quân của mình quá khỏe các bạn ạ. Quá khỏe, chiến tiếp luôn em. Chúng ta chỉ cần nhìn thôi. Thực sự đội của mình quá mạnh luôn. Có cái quả con lợn cấp 3 này. Lợn 3 sao như này thì thực sự là vô địch rồi. Tiếp. Ui giời, một con gorilla ném thùng á. Đấy được cái gì? Ui giời, này còn ném trượt với kìa. À, nó là bàn 16 các bạn ạ. Bàn đối với con chùm đầu lâu. Để xem nó con gì nào. Boss Battle Godzilla. Nó là một con lợn rừng nhưng mà được lai giống với cả Godzilla. Cho nên là nó cực kỳ to. Ok, để xem nhà nào. Ô, thanh máu của nó này rất nhiều. Nhưng mà đội quân của mình quá khỏe. Dăm ba con Godzilla này tuổi gì. Đánh bại con chùm. Nhận được quá nhiều tiền và cả 10 kim cương. Nghe nhiều tiền nên là mình sẽ xem quảng cáo các bạn ạ. Để nhận được nhân 3 tiền. Các bạn thấy không? Đây là một trò chơi mà từ nãy đến giờ mình chưa hề phải xem một cái quảng cáo nào cả. Cũng có thể là bởi vì nó là game online cho nên rằng là nó không cứ phải cứ nhét quảng cáo vào mồm chúng ta để cho chúng ta phải bội thực không. Nó có thể kiếm tiền được bằng những cái gói nạp VIP rồi nạp lần đầu. Nhưng mà nếu mà chúng ta là những người chơi free thì cũng không phải đáng sợ lắm đúng không? Những cái bàn như này thì thôi, xem một hai cái quảng cáo để ủng hộ cái nhà làm game. Mình cũng được tiền mà đúng không? Mình cũng được tiền trong game để nâng cấp đội hình mà. 8.250 tiền, ok. Thôi được rồi. Nào, bây giờ thì vào đây. Đấy chưa? Quá nhiều tiền để mua thêm đội hình. Một con nữa. Mua con khỉ 1 sao và khỉ 2 sao. Bây giờ sẽ là khỉ 3 sao. Khỉ giáp bạc quá khỏe. Hươu à? Hươu 1, hươu 2 sao. Hươu 3 sao. Đội hình giáp bạc 3 sao tất cả luôn. Nhưng có con này thì nó hơi lẻ loi một tí các bạn nhỉ. Rồi sao nào. Đội hình 3 sao. Úi dồi ôi. Trông một đội hình của mình. Ui nó quá đẹp luôn ạ. Sức mạnh quá ghê gớm.
Rồi, bàn 19, chúng ta có thể mở khóa con trâu, đúng không? Đây, đối thủ có hai con trâu sẵn rồi này. Xem nhà nào, liệu là hươu với lợn với cả khỉ rát bạc của mình có chiến được con trâu không? Có vẻ là có, quá đơn giản. Đội hình của mình thậm chí chỉ chết đúng với con lợn, không phải là lợn rất bạc, lợn một sao. Cái này quá dễ rồi, gì nữa. Mở khóa được Châu, let's go. Vâng, rất xin lỗi những bạn nào mà tên là Châu. Hồi xưa ở lớp là mình cũng, bọn mình hay trêu những cái bạn gái tên Châu lắm. Ok, nào, bàn 20 có một hòm kho báu à, được xem nào. Mở thêm được một ô nữa, bây giờ là đã là ô 5x4. Thế nào, có ngay một con Châu và khá chắc là con này là... Ui, con này là một mình nó chiếm hai vị trí các bạn ạ. Nó chiếm hai vị trí các bạn thấy không? Nó sáng lên này. Đó. Ui, ok đây, vào đây. Khổ nhỉ, khó nhỉ. Ui, thôi đi xuống. Vì con nghĩ rằng con này sẽ là con thuộc cái dạng là tanker. Nên là mình sẽ cho nó đứng trên cùng. Đó, tất cả mấy con này, cả năm mấy con hươu với cả mấy con khỉ này đều dồn sát thương vào con trâu này của mình. Nhưng mà vì nó là trâu nên nó rất trâu, nó quá khỏe, nó không chết nổi được. Và đây rồi, mình xin rút lại cái lời vừa nãy mà mình nói mà bảo là game này không có quảng cáo. Nó có quảng cáo nha. Rồi, hòm kho báu, là cái gì đây? Sang map mới, thử thách mới được mở ra. Forest Frenzy. Đâu, Forest Frenzy nằm ở chỗ nào mới được? Đây à? Đâu, thử tấn công thế nào. Đây là sao đây? Đây, cho bọn này ăn thêm tí máu đi. Hồi máu cho chắc thì mình chưa hiểu là cái thử thách này là như thế nào. Chết mất con lợn rừng của mình rồi đúng không? Mình được một cái quả gì này. Tấn công tiếp. Giờ đã có địa hình địa thế khác này. Bọn nó có đến 12 con, trong khi của mình có 5 con mà thôi. Đâu xem nào, con trâu đứng bên này được không? Ok, con hươu vào đây. Bây giờ mình ý là mình mới có thể xoay được địa hình này. Xoay được cái góc camera này. Đây, xoay góc từ trên cao xuống này. Ok, ú chà. Có vẻ như là vẫn được, đội mình vẫn thắng. Chẳng bởi vì rõ ràng có 3 con rát bạc 3 sao như này thì thật sự quá khỏe. Hey, đừng có nói nha, đấy thì khen bây giờ lại bắt đầu cho nhiều hơi nhiều quảng cáo rồi nha. 22, 23, 24, 25 là có tiền, 27 là đấu chùm, và 29 là mở khóa được một con động vật mới các bạn ạ. Cái hòm này của mình có hai cái hòm mà có thể mở khóa được bằng việc xem quảng cáo. Được rồi, xem quảng cáo để mở hòm như thế nào nào. Thế nào, hòm này hòm gì đây, ra con gì? Một con hươu một sao. Rồi, còn một cái hòm nữa, xem luôn cái quảng cáo này để mở nó ra nhá. Cái hòm này sẽ là trâu một sao. Tuyệt vời, mình đang có dư một con trâu một sao nãy mới có mở được. Và đây, trâu một sao kết hợp trâu hai sao. Ê, nhưng mà sao con trâu hai sao này mình thấy nó không có kỹ năng gì vậy? Có vẻ như là nó chỉ đơn giản là nó là trâu thôi các bạn ạ. Nó chỉ cần nó là trâu là đủ rồi, chứ nó không cần cái kỹ năng gì hết á. Nó có máu trâu và nó có cái kích cỡ khá là to nữa. Ok, vẫn ngon. Bàn thứ 25, có thể chúng ta sẽ được một cái kho báu gì đấy rất là nhiều tiền. Ở cái bàn này có 3 con trâu và 2 con hươu. 5 con như này thì tuổi gì đối với mình nhỉ? Quá dễ luôn. 1625 tiền. Ok, lần này phải xem quảng cáo để tăng tiền rồi. Tiền này quá nhiều các bạn ạ. Được, 4875 đồng. Rất tiện cho mình để mình có thể mở khóa cho tiếp theo. Mình mở khóa được cả chế độ đấu trường. Đấu với cả các cái con các cái đối thủ khác à? Ok, Edit Army. Rồi, bây giờ mình sẽ xếp đội hình của mình đúng không? Tất nhiên rồi. Cho hết tất cả vào cái gì nữa. Nào, y chang thôi, đội hình của mình đâu? Con lợn rừng qua đây, con trâu này ở đây, con khỉ này với hai khỉ ở tầng dưới, con lợn này ở đây. Hươu. Ok, có thể như này đi, như này cũng khá là ok đấy. Rồi, được, ngon. Chọn một đối thủ để tấn công à? Xem nào, mình sẽ chọn đứa nào đây? Hiện giờ lực chiến của đội hình mình đang là 78 và máu của mình là 475. Thế thì bất kỳ đứa nào trong này mình đều có thể thắng được dễ dàng. Thử một đứa đi. Tấn công. Anh chà, đội hình của chúng nó có cả con này là con gì này? Có cả con chó à? Ui, anh chà, có vẻ ghê nhá. Nhưng mà không sao, chưa là gì đối với đội quân của mình. Đội quân thú vật của mình vẫn là vô địch. Mỗi tội thất bại trước quảng cáo mà thôi. Nào, phần quà là gì? Được tiền và thêm 5 cái vé vàng. 5 vé vàng là để làm gì? Là để mở khóa được những cái phần thưởng ở trong cái khu vực này.
cứ này này, 10 vé vàng là được phần thưởng đây này. Ồ, khá là hay đấy. Sát thương 78, ô đối thủ. Nhưng thằng này đều lực chiến khá ngang bằng với mình. Thằng này lực chiến 77, thua mình 1, nhưng máu nó lại hơn mình 3. Liệu mình có thắng được nó không nhở? Thử thì biết. Chiến đấu. Ây chà, nó có khá là nhiều, nó có mèo à? Ôi trời, nó có cả đội hình là sóc. Những con sóc này ném hạt rẻ à? Ui dồi ôi, nó có nhiều thằng, nhiều con nhưng nó không kết hợp vào với nhau. Thì cấp độ thấp, sao thấp thì tuổi gì đối mình, đúng không? Quá đơn giản như là đan rổ. Có thêm phần quà, thêm tiền. Đó. Bàn 27 đấu với con chùm là một con hươu khổng lồ. Vâng, hươu này không phải là hươu cao cổ nhưng mà cổ nó vẫn rất là cao. Nào xem nào. Ây cha, ui dồi, nó cứ nhún vậy thôi à? Ui giời, chùm này chùm gì? Chùm mền, chùm chăn thì có. Quá dễ luôn. Bàn 29, chúng ta có thể mở khóa được một loài động vật mới. Nó là động vật gì đây? Xong cái bàn này chúng ta mới biết được các bạn ạ. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nó cũng qua nhanh thôi. Đội hình của mình vẫn quá khỏe. Nhưng có hoàn thành được một cái nhiệm vụ gì đây này? Hoàn thành nhiệm vụ gì đấy? 100 gì đấy? Mở khóa được động vật là cáo với độ hiếm là epic. Độ hiếm này là cực kỳ lớn luôn. Ồ chưa? Màu hồng hồng, tím tím và thấy khác biệt hẳn so với mấy cái bạn màu xanh này đúng không? À, các bạn ạ, bây giờ mình mới nhận ra là chúng ta có thể xem được những cái cấp độ khác nhau của các loài động vật. Động vật tối đa là 10 sao. Và ở trong này các bạn xem được cái kỹ năng này, kỹ năng của các loài động vật này. Đó. Khỉ đấy, khỉ là... À, chiêu của khỉ là khi mà khỉ bị tiêu diệt á, sẽ để lại một cái đám mây độc. Còn trâu này là gì? Trâu này là khi chết thì sẽ gây làm choáng tất cả đối thủ ở vùng xung quanh. Nhưng mà phải 3 sao mới mở khóa được cái chiêu thức này. Còn con cáo này, chiêu thức ở 3, cấp độ 3 sao. Khi ở bắt đầu của trận chiến sẽ đào xuống dưới lòng đất và chui ở phía sau đội hình đối phương. À, như kiểu một sát thủ các bạn ạ. Cáo sát thủ đi tấn công phía sau đối thủ. Rồi, bàn 30, chúng ta sẽ mở khóa được một cái hòm kho báu. Và mình nghi ngờ hòm này chính là hòm giúp cho mình mở khóa ra được con cáo các bạn ạ. Con cáo cấp độ epic. À, xem nào. Qua một vùng đất mới. Ui. Cây sự sống đã bắt đầu nở, đã bắt đầu lớn lên. Nhìn anh. Ok, mình có được một cái hòm. À, bên này là hòm cơ bản. Còn bên này là một cái hòm xịn nè. Xem quảng cáo là bớt được 1 tiếng thôi. Và hòm xịn này nó kéo dài đến 3 tiếng. Tức là mình phải xem đến 3 cái quảng cáo mới mở được các bạn ạ. Ok, mình sẽ cố gắng xem 3 cái quảng cáo để mở cái hòm xịn sò này ra nhá. Hy vọng nó sẽ cho mình con cáo. Rồi, trước hòm epic của mình liệu có con cáo không? Chắc chắn là có rồi, let's go. Đội hình của mình bây giờ đã càng ngày càng mạnh hơn khi có sự xuất hiện của con cáo. Đấy. Và mình còn có một cái lucky file gì đấy. Cỏ bốn lá gì đây, thử nhá. Wow. Mình mà chọn 300 kim cương thì có 5% là được con báo đen. Nhưng mà bây giờ vấn đề là lấy đâu kim cương nữa. Thôi, bắt buộc là phải chọn lợn rừng 2 sao này rồi. Chứ lấy đâu ra kim cương mà mua mấy con này. Thôi được rồi, cho xin con này nhá. Lợn rừng 2 sao, mình có lợn rừng 2 sao. Ồ, tức là mình có thể kết hợp hai con lợn rừng 3 sao của mình thành một con lợn rừng 4 sao. Let's go. Rồi, để xem con cáo này nhờ nào. Con cáo này phải lên cấp 3 sao nó mới có cái chiêu thức đấy. Thế thì cũng bình thường nhỉ. Đợi để xem con cáo nhờ nào. Ok, cũng không chưa gì đặc biệt lắm. Tại vì chưa mở khóa được sao xị đó, thì thành ra nó cũng như vậy thôi à. Nhưng mà được rồi, đội hình của mình bây giờ vẫn quá khỏe. Và với sức mạnh như này ấy, mình nghĩ rằng ấy là mình sẽ còn tiến xa hơn nữa cơ. Ở bàn số 35 mình có thể mở khóa được, có lẽ là đây là con kangaroo à? Thấy ở đây có nhiều kangaroo này, mình nghi ngờ là kangaroo đấy. Có lẽ với sự gia nhập thêm của con kangaroo thì đội hình của mình sẽ trở nên cực kỳ mạnh hơn nữa. Nếu các bạn muốn được xem đội hình thú vật của mình sẽ còn phát triển tới đâu, mình thu thập được thêm những con động vật nào nữa, hãy bấm like thật nhiều cho video này. Nếu video này được trên 5.000 like, mình sẽ làm tiếp tập 2 của trò chơi này nha các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình là Sudan và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở các video tiếp theo. Bye bye.